Tại huyện Phú Lộc, điểm bầu cử đặc biệt tại hai thôn giãn cách xã hội Phước An và Phước Lộc, xã Lộc Tiến. Dù tổ chức trong điều kiện nghiêm ngặt hơn về phòng dịch so với các địa phương khác, nhưng cử tri vẫn hăng hái tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Cũng như các điểm bầu cử khác, sau nghi thức chào cờ khai mạc, đơn vị bầu cử số 2 và số 1 của hai thôn Phước An và Phước Lộc, xã Lộc Tiến đã tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu. Quy trình niêm phong được thực hiện ngay trước mặt những người tham dự lễ khai mạc và cả cử tri. Đặc biệt trong lần bầu cử này, đó là người dân tại đây phải thực hiện đúng theo quy định phòng chống dịch, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa cả cử tri. Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không khạc nhổ, vứt rác tại điểm bỏ phiếu, khai báo y tế trên phần mềm Huế S và bật ứng dụng truy vết quét mã QR. Đồng thời tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp F2 chưa thực hiện xong thời gian cách ly, sẽ được thực hiện bỏ phiếu qua thùng phiếu phụ. Để mà đảm bảo cho cái công tác phòng chống là COVID, thì đối với là trong địa bàn của là tổ số 2, thì chúng tôi đã là thực hiện theo là hướng dẫn của là ủy ban rồi của là ủy ban nhân dân huyện để là làm thực hiện công tác bầu cử thì phải là tổ chức là đảm bảo về cái vấn đề là coi là phòng chống dịch COVID, tức là phải là coi là tổ chức cái giãn cách xã hội từng người ở cử tri trong đi bầu, tức là người cách người phải 2 mét để là đảm bảo vấn đề phòng chống dịch. Cho đến giờ chứ thì là tất cả bà con cử tri nhân dân ở là tổ 2 chấp hành rất là tốt. Thì đến nay là coi là đã gần 7 giờ rưỡi thì là coi là tỷ lệ là bà con cử tri đi bầu cho đến nay thì khoảng cỡ là được 150 là coi là cử tri đã đi bầu. Trong lúc đi bầu thì chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc của ban bầu cử đề ra, tức là giãn cách xã hội, khoảng cách giữ khoảng cách 2 mét, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Được khi vào thì đo thân nhiệt. Bản thân chúng tôi luôn tuân thủ những cái quy định đó. Và rất phấn khởi, vui mừng hôm nay chúng tôi được đi bỏ phiếu. Bản thân tôi là một cử tri của thôn Phước Lộc. Thì thứ nhất đó là người địa phương cảm thấy rất là vui mừng khi mà được dỡ lệnh khoanh vùng phong tỏa cách ly. Nhưng mà trong cái không khí của cả nước đang trong cái ngày hội ngày 23 tháng 5 2021 ngày hôm nay cùng nhau đi bầu cử hồi đại biểu quốc hội cũng như hội đồng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, thì bản thân tôi cũng như các cử tri trong thôn chấp hành rất là tốt về phòng chống dịch COVID-19. Xã Lộc Tiến có hơn 7.095 cử tri với 8 khu vực bỏ phiếu. Tại các đơn vị bầu cử, sau khi cả quy trình kiểm tra và niêm phong hòm phiếu xong thì đã có đông đảo cử tri trên địa bàn đến tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình, bầu chọn những người có đức, có tài cho đất nước. Ai cũng thể hiện nét hớn hở, vui tươi cho ngày hội của toàn dân.